Trong thế giới hiện đại, con người ngày càng phụ thuộc nhiều vào các công nghệ khoa học. Sẽ là không quá khi nói trí tuệ nhân tạo đang dần chi phối và thay đổi thế giới. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn đến một thành phố lạ mà không có Google Maps, hay chiếc điện thoại thông minh của các bạn không được kết nối Internet. Có lẽ nó cũng không dễ chịu hơn so với việc mất điện. Hiện nay, đang có hàng ngàn vệ tinh bay quanh trái đất. Mỗi cái trong số đó có một nhiệm vụ nhất định, phục vụ cho cuộc sống của con người. Và tất nhiên, thứ ấy là quá ít so với những gì chúng ta cần. Trong khoảng 3 thập kỷ tới, có lẽ trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định thay con người hầu hết mọi việc. Từ việc hôm nay bạn sẽ ăn gì, đi chơi ở đâu, đến việc bạn nên chọn nghề nghiệp nào, hay thậm chí bạn nên hẹn hò với ai. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ giúp các nguyên thủ quốc gia đưa ra các quyết định đúng đắn cho đất nước. Tin tôi đi, nó sẽ làm điều này rất chính xác đấy. Nếu như ai đó lo lắng tới bên cạnh con người sẽ bị trí tuệ nhân tạo điều khiển, thì các bạn có lẽ đang hơi bi quan quá thì phải. Hãy nhớ rằng, từ thời cổ đại tới bây giờ, đến thần thánh còn bị con người điều khiển, huống chi là trí tuệ nhân tạo, được lập trình và hoạt động bằng các thuật toán. Thực ra, chỉ có đầu óc của con người mới cố gắng làm điều đó mà thôi. Trong lịch sử khám phá vũ trụ, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều các ngoại hành tinh. Một số hành tinh này quay quanh nhiều ngôi sao cùng lúc. Một số lại ở gần ngôi sao chủ đến mức thời gian hoàn thành quỹ đạo của nó chỉ tính bằng giờ. Nếu nói về kích thước hay cấu tạo, thì chúng ta sẽ có vô vàn sự khác nhau đến kỳ lạ, và có những hành tinh thực sự khiến chúng ta bất ngờ về sự khổng lồ của nó. Tuy nhiên, có một điều không thể thay đổi là chúng ta chỉ có hai loại hành tinh để phân biệt. Đó là hành tinh có bề mặt cứng giống như trái đất, còn lại là hành tinh khí khổng lồ giống với sao Mộc. Vậy, tại sao không có những hành tinh đá khổng lồ hay những hành tinh khí nhỏ bé? Nếu thắc mắc này làm các bạn thấy khó chịu, thì không còn cách nào khác, các bạn hãy cứ đổ lỗi cho vật lý. Cũng giống như hệ mặt trời của chúng ta, những dữ liệu từ các nhiệm vụ săn tìm hành tinh như Kepler hay vệ tinh hệ thống Exoplanet đều cho thấy tất cả những ngoại hành tinh tìm được đều thuộc hai loại là hành tinh đá nhỏ và hành tinh lớn có cấu trúc khí lỏng lẻo hơn. Những siêu trái đất chúng ta tìm được chỉ có bán kính từ 1 đến hơn 2 lần trái đất, và các bạn biết đấy, nó thực sự không đáng kể nếu so sánh với các hành tinh khí khổng lồ. Như vậy, các hành tinh luôn có giới hạn để hình thành, và mọi thứ đều được bắt đầu từ khi ngôi sao mẹ ra đời. Một ngôi sao sau khi hình thành, đĩa bồi tụ của nó sẽ còn sót lại rất nhiều khí và bụi. Các vật liệu này tiếp tục xoay quanh ngôi sao trẻ và dần liên kết với nhau để tạo thành các hành tinh. Đầu tiên sẽ là các viên đá nhỏ, sau đó sẽ dần trở thành các tảng đá lớn hơn và lớn hơn nữa cho đến khi chúng đủ kích thước và khối lượng để trở thành một hành tinh. Lúc này, lực hấp dẫn giúp chúng thu giữ cả khí để tạo thành bầu khí quyển. Về cơ bản thì lượng khí của đĩa bồi tụ tiền sao luôn nhiều hơn hẳn so với các vật liệu đá cứng. Như vậy, nếu như một hành tinh hình thành có bán kính nhỏ hơn 1,5 lần trái đất, thì lực hấp dẫn của nó sẽ không đủ để giữ lại một bầu khí quyển dày. Nhiệt độ của ngôi sao chủ sẽ dần làm nóng khí quyển, khiến cho các phân tử khí hoạt động hỗn loạn, và sau đó sẽ thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh. Mặt khác, nếu số lượng vật liệu khí của đĩa bồi tụ dồi dào, thì hành tinh đó sẽ tiếp tục phát triển để phình to giống như sao Hải Vương hay sao Thổ, hoặc thậm chí là lớn hơn. Do đó, chỉ có hai khả năng hình thành một hành tinh. Một là hành tinh nhỏ bé với bề mặt cứng. Hai là hành tinh khí khổng lồ. Sẽ không có sự giao thoa giữa hai kiểu hành tinh này. Một hành tinh đá cứng sẽ không thể duy trì một bầu khí quyển dày đặc giống như sao Mộc được, vì khối lượng của khí quyển sẽ làm nó đổ sập xuống bề mặt hành tinh giống như một trận tuyết lở. Điều này đôi khi được gọi là trạng thái cân bằng không ổn định. Nếu cứ tiếp tục bồi tụ thêm vật liệu khí, thì nó sẽ trở thành một hành tinh khí khổng lồ. Như vậy, chúng ta có thể thấy, vật liệu khí của đĩa bồi tụ hành tinh luôn dồi dào hơn các vật liệu rắn. Một hành tinh nhỏ bé lại không đủ sức giữ lại bầu khí quyển, trong khi các hành tinh lớn hơn lại liên tục bồi tụ thêm vật liệu khí, khiến chúng càng ngày càng trở nên khổng lồ. Vì vậy, giới hạn của các hành tinh đá giống như trái đất luôn không được quá lớn, và cũng chỉ có hai kiểu hành tinh chính có thể tồn tại, là hành tinh đá giống như trái đất và hành tinh khí khổng lồ hơn.
Theo những dự đoán của thuyết tương đối rộng, thì không gian và thời gian có thể bị kéo theo trong một vòng xoáy vũ trụ xung quanh một ngôi sao đã chết hay một thiên thể có lực hấp dẫn đủ mạnh để tạo ra việc đó. Giờ đây, điều này đã được chứng minh và người ta gọi đó là hiện tượng kéo khung hay hiệu ứng lens tearing. Ví dụ như bạn thả một viên bi vào trong lọ mật ong. Khi bạn xoáy viên bi, thì mật ong xung quanh nó cũng kéo theo. Và điều này cũng xảy ra tương tự với không thời gian. Các thí nghiệm vệ tinh đã phát hiện ra sự kéo khung trong trường hấp dẫn của trái đất quay, nhưng hiệu ứng cực kỳ nhỏ và rất khó để đo lường. Các vật thể có khối lượng lớn như sao lùn trắng hoặc sao neutron sẽ mang lại cơ hội tốt hơn để chúng ta thực hiện nghiên cứu này. Các nhà khoa học đã tập trung sự chú ý vào một hệ sao đôi đã chết, nằm cách trái đất từ 10.000 đến 25.000 năm ánh sáng, có vị trí biểu kiến thuộc chòm sao Masca. Đây là một xung vô tuyến nhị phân, có tên là PSR-G1141-6545. Trong hệ nhị phân này, bao gồm một pulsar và một sao lùn trắng. Chúng xoay quanh một quỹ đạo lệch tâm khoảng 5 vòng mỗi ngày. Pulsar chính là một ngôi sao neutron quay nhanh, phát ra các chớp sóng vô tuyến dọc theo các cực từ của ngôi sao. Chúng ta cũng có thể gọi nó là sao sung hay ẩn tinh. Pulsar có khối lượng gấp 1,27 lần mặt trời, còn ngôi sao lùn trắng trong hệ thì nhẹ hơn mặt trời một chút. Những nghiên cứu cho thấy pulsar có tuổi trẻ hơn sao lùn trắng. Sau khi phát nổ, tiền thân của ngôi sao này đã làm văng lượng vật chất bằng khoảng 20 lần khối lượng trái đất về phía ngôi sao lùn trắng trong thời gian kéo dài 16.000 năm. Điều này làm cho ngôi sao lùn trắng gia tăng tốc độ quay. Những quan sát cũng chỉ ra rằng ngôi sao lùn trắng di chuyển rất nhanh trong một quỹ đạo kín với vận tốc gần 1 triệu km/h. Các nhà nghiên cứu đã đo những xung vô tuyến của ngôi sao neutron quay nhanh với độ chính xác trong vòng 100 microgiây trong vòng thời gian gần 20 năm bằng kính viễn vọng vô tuyến PAX và UTMOS ở Úc. Điều này cho phép họ phát hiện ra sự trôi giạt kéo dài, xê dịch theo quỹ đạo của pulsar và sao lùn trắng di chuyển. Sau khi loại bỏ các nguyên nhân khác dẫn đến sự trôi giạt, các nhà khoa học đã kết luận đó chính là kết quả của sự kéo khung. Cách mà ngôi sao lùn trắng quay nhanh kéo theo một phần không gian đã khiến quỹ đạo của pulsar thay đổi hướng dần theo thời gian. Dựa trên mức độ kéo khung, các nhà nghiên cứu tính toán rằng tốc độ xoay của ngôi sao lùn trắng vào khoảng 30 vòng mỗi giờ. Qua những nghiên cứu trên, chúng ta cũng thấy được lực hấp dẫn kỳ lạ từ các thiên thể có khối lượng lớn đã tác động đến không gian như thế nào. Những sản phẩm của ngôi sao chết như sao lùn trắng hay sao neutron còn quá nhiều điều bí ẩn mà chúng ta cần phải khám phá. Như mình đã nói trong một video trước, thực ra là cũng không nhớ trong video nào nữa. Neutrino là một loại hạt hạ nguyên tử được tạo ra từ sự phân rã các nguyên tố phóng xạ. Neutrino là một trong những loại hạt phong phú nhất vũ trụ. Chúng có năng lượng và khối lượng cực thấp, thấp đến nỗi người ta thường cho rằng giá trị đó bằng không. Vì vậy, chúng hầu như không tương tác với vật chất và cũng rất khó bị phát hiện. Các neutrino di chuyển xuyên qua hành tinh của chúng ta mà không dừng lại. Trong nhiều thập kỷ trước, các nhà khoa học đều cho rằng các hạt neutrino không hề có khối lượng. Tuy nhiên, giờ đây điều này đã thay đổi, nhưng họ cũng không chắc tại sao chúng lại có khối lượng như vậy. Các neutrino có thể mang trong mình mức năng lượng khác nhau. Hai hạt neutrino giống nhau sẽ có cách hành xử khác nhau tùy thuộc vào mức năng lượng của chúng. Neutrino có thể được sinh ra từ loại các ngôi sao, các ngôi sao neutron, các vụ nổ siêu thân tinh, v.v. Hầu hết neutrino chúng ta phát hiện được trên trái đất đều đến từ mặt trời, một số thì xuất phát từ các lò phản ứng hạt nhân. Nhưng thi thoảng cũng có những hạt neutrino năng lượng cao đến từ các cơn mưa hạt ngoài không gian. Chúng có mức năng lượng cao hơn và cũng có khả năng tương tác mạnh mẽ hơn, giúp các nhà khoa học có thể dễ dàng nghiên cứu. Năm 2012, máy dò hạt iCube được lắp đặt tại Nam Cực nhằm mục đích tìm ra các hạt neutrino năng lượng cao. Máy dò cũng có thể phát hiện các tương tác của neutrino năng lượng cao với các phân tử băng. Thông thường, các tương tác đó sẽ là các vụ nổ hạt khá lộn xộn, sau đó tạo ra nhiều loại hạt cơ bản khác nhau. Nhưng đôi khi, chúng lại sạch sẽ đến lạ thường. Và đây là kết quả của quá trình được gọi là cộng hưởng. Có thể có vài loại cộng hưởng khác nhau khi neutrino năng lượng cao va chạm với các loại hạt khác nhau. Đa phần, kết quả của quá trình đó đều tạo ra các loại hạt cơ bản. Để có thể hiểu rõ về các tương tác này, có thể các nhà khoa học sẽ mất đến hàng thập kỷ nữa để nghiên cứu. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta cũng biết được
Neutrino là loại hạt có năng lượng và khối lượng. Tất nhiên, chỉ là một lượng nhỏ trong số chúng có bản chất như vậy. Còn hầu hết những hạt neutrino năng lượng thấp thì chúng vẫn hầu như không tương tác với vật chất và có thể đi xuyên qua trái đất mà không dừng lại.